Kính chào toàn thể quý vị các bạn đã quay trở lại với kênh Điểm tin bóng đá. Mời quý vị các bạn đến với phần cập nhật tin tức bóng đá chiều ngày hôm nay, 24 tháng 12. Trong bản tin này xin gửi tới quý vị và các bạn những tin tức chính sau đây. Huấn luyện viên Park Hang-seo cần Kiatisak giúp giải bài toán khó. Cựu trợ lý huấn luyện viên Park Hang-seo đánh giá không cao màn trình diễn của cầu thủ Hoàng Gia Lai sau trận giao hữu giữa U22 Việt Nam và đội tuyển Việt Nam. Kiatisak thổ lộ mối bận tâm lớn nhất khi tiếp quản Hoàng Gia Lai. Mời quý vị các bạn cùng đón nghe. Sao Hoàng Gia Lai thịt ngòi, thầy Park cần Kiatisak giỏi bài toán khó. Trên sân cầm phả, tiền đạo Văn Toàn của Hoàng Gia Lai được tung vào sân trong hiệp 2 của trận đấu giữa tuyển Việt Nam và đội U22. Tiền đạo người Hải Dương đã gây ra một số khó khăn cho hàng thủ của đàn em bằng tốc độ và kỹ thuật, nhưng anh không có tình huống dứt điểm nào đáng kể và dĩ nhiên là không thể ghi bàn thắng. Như vậy là tính từ lần lập công gần nhất trong mùa áo đội tuyển Việt Nam vào tháng 3 năm 2017 trước Afghanistan thì Văn Toàn đã trải qua hơn 1.200 ngày thịt ngòi. Cũng quãng thời gian này, Văn Toàn đóng vai trò trụ cột tại câu lạc bộ Hoàng Gia Lai. 3 mùa giải gần đây nhất, anh ghi được tổng cộng 21 bàn ở V-League và thường xuyên nằm trong top những chân sút kiến tạo tốt nhất. Huấn luyện viên Park Hang-seo đánh giá cao tiềm năng của Văn Toàn và nhiều lần tạo cơ hội cho chân sút 24 tuổi. Nhưng suốt vài năm qua, Văn Toàn vẫn tỏ ra vô duyên mỗi khi thi đấu cho tuyển Việt Nam. Một câu hỏi được người hâm mộ đặt ra là liệu thầy Park đã chịu bó tay trong bài toán sử dụng Văn Toàn. Câu trả lời có lẽ không đơn giản là có hay không. Thực tế thì huấn luyện viên Park Hang-seo chắc chắn là nhìn thấy điểm yếu lớn nhất về khả năng dứt điểm của Văn Toàn. Bản thân chân sút 24 tuổi cũng thừa nhận mình chưa đủ sắc sảo trước khung thành. Chỉ có phép màu mới giúp cho Văn Toàn sau một đêm bỗng nhiên trở thành tiền đạo sút đâu vào đó. Hiện tại thì tốc độ, những pha xử lý chớp nhoáng cùng tinh thần thi đấu rực lửa của Văn Toàn là những phẩm chất mà thầy Park không thể bỏ qua. Tiền đạo thuộc biên chế của Hoàng Gia Lai vẫn là thứ vũ khí đặc biệt có thể giúp cho tuyển Việt Nam làm khuynh đảo hàng thủ của đối phương trong thế bế tắc. Nhưng trong tương lai gần, khi Phan Văn Đức, Văn Quyết tái xuất và những ngôi sao trẻ thuộc lứa U22 dần trưởng thành, cơ hội dành cho Văn Toàn có lẽ sẽ nhỏ lại. Sẽ thật đáng tiếc nếu như hình ảnh một Văn Toàn bùng nổ cùng Hoàng Gia Lai vẫn cứ mãi không xuất hiện ở cấp độ đội tuyển quốc gia. Để giải bài toán này, bên cạnh sự hỗ trợ từ thầy Park, cố gắng của Văn Toàn cũng như đội ngũ huấn luyện Hoàng Gia Lai là chiếm phần quan trọng nhất. Những hy vọng đó đang được nhen nhóm nhờ vào việc Bầu Đức chiêu mộ Kiatisak là chân sút lừng danh ở khu vực Đông Nam Á và tạo ra nhiều học trò xuất sắc. Di Cô Thái biết đâu sẽ giúp cho Văn Toàn xóa đi nỗi ám ảnh trước khung thành và mở ra một chương mới cùng tuyển Việt Nam cho Văn Toàn. Tuyển Việt Nam sẽ dùng đội hình mạnh nhất tại đấu U22 Việt Nam. Cuộc đối đầu tại Quảng Ninh chưa có những cầu thủ tốt nhất của đội A. Trận tới, khi chúng tôi tung những cầu thủ tốt nhất, tôi chưa biết đội U22 sẽ chống đỡ thế nào. Trận này U22 gặp đội mạnh hơn nhiều nhưng họ đã chơi được, họ thích ứng được với đối thủ và thể hiện được mình. Trận đấu với đội tuyển Việt Nam cũng giúp cho chúng tôi phát hiện một số cầu thủ từ U22. Huấn luyện viên Park Hang-seo đã chia sẻ với báo giới sau trận thua 2-3 của đội U22 trước tuyển quốc gia ngày hôm qua. Trên sân cầm phả, huấn luyện viên Park đã cất toàn bộ nhóm trụ cột của tuyển Việt Nam lên băng ghế dự bị. 4 cầu thủ tấn công là Nguyễn Tiến Linh, Nguyễn Công Phượng, Phan Văn Đức và Nguyễn Quang Hải không được đăng ký. Cặp tiền vệ trung tâm Nguyễn Tuấn Anh, Đỗ Hùng Dũng cũng ngồi ngoài. Ở hàng thủ, đội trưởng Ngọc Hải, Bùi Tiến Dũng, Nguyễn Thành Trung đều vắng mặt. Trọng Hoàng và Văn Toàn là hai cầu thủ trụ cột được đăng ký nhưng chỉ vào sân hiệp 2. Một ngôi sao khác là Lưu Sơn Trường cũng chỉ thi đấu 45 phút. Những cầu thủ không được ra sân ở trận đấu vừa rồi gần như chắc chắn sẽ được sử dụng ở trận lượt về tại Việt Trì. Ngôi sao như Công Phượng, Quang Hải, Tuấn Anh, Ngọc Hải đều sẽ đá chính hoặc vào sân trên băng ghế dự bị. Cựu trợ lý thầy Park không đánh giá cao màn trình diễn của cầu thủ Hoàng Gia Lai sau trận ngược dòng của tuyển Việt Nam trước U22 Việt Nam. Thưa quý vị các bạn, sau trận đấu giữa đội U22 Việt Nam và đội tuyển Việt Nam ngày hôm qua, 23 tháng 12, huấn luyện viên Park Hang-seo đã sơ bộ có thể đánh giá được màn trình diễn của các học trò. Lần đầu được đá chính hay thậm chí là lần đầu được khoác áo đội tuyển Việt Nam dưới triều đại huấn luyện viên Park Hang-seo. Thật dễ hiểu khi phần lớn những gương mặt mới của đội tuyển Việt Nam đều thi đấu không thực sự ấn tượng ở trận giao hữu gặp đội U22 vào tối ngày hôm qua. Tuy là thắng 3-2 nhưng với nhiều người, đội tuyển Việt Nam đã có một trận đấu chơi không thực sự ấn tượng, đặc biệt là ở hàng thủ. Thầy Park có lý do để lo lắng khi hầu hết những cái tên mới mà ông thử nghiệm ở vị trí phòng ngự đều không để lại dấu ấn đậm nét, hay nói tệ hơn là mang đến sự thất vọng. Điều này được chính thầy Park thừa nhận trong buổi họp báo sau trận đấu. Về tổng thể thì tuyển Việt Nam đã thắng 3-2 nhưng lại bị ghi bàn trước và thủng lưới 2 bàn. Đây là một vấn đề quan trọng ở hàng thủ.
Đối với đàn em U22 là những gương mặt trẻ, tuy nhiên đội tuyển Việt Nam lại để lọt lưới đến 2 bàn. Điều này cho thấy hàng thủ của chúng ta đã không cho thấy một sự thể hiện tốt. Một ngày thi đấu dưới sức, các cầu thủ để mất điểm nhiều nhất với huấn luyện viên Park Hang-seo có lẽ là trung vệ Văn Việt với tình huống phạm lỗi không đáng có với Hữu Thắng trong vòng cấm ở đầu hiệp 2, khiến cho đội tuyển Việt Nam phải nhận một quả penalty. Ở bàn thua đầu tiên, tân binh của Hoàng Anh Gia Lai Văn Việt cũng có tình huống phối hợp theo kèm cùng đồng đội là chưa tốt và tạo khoảng trống lớn cho Văn Đạt băng xuống dứt điểm. Ở hàng thủ đã chơi không tốt, đặc biệt là cầu thủ mới Văn Việt, anh ta có một sự tự tin chưa thực sự tốt. Điều này gây ảnh hưởng đến các tình huống xử lý bóng sau đó. Tôi cho rằng anh ấy có năng lực, nhưng hiện tại tâm lý và kinh nghiệm ở đội tuyển quốc gia chưa có nhiều nên mới chưa tốt như vậy. Cựu trợ lý huấn luyện viên đội tuyển Việt Nam ông Bi Ji-won nhận xét về trung vệ của Hoàng Anh Gia Lai. Đây là một màn diễn có thể xem là dưới sức của Văn Việt nếu so với những gì mà anh đã làm được trong màu áo thân Quảng Ninh ở mùa bóng 2020 vừa qua. Tuy nhiên, trong lần đầu được trao cơ hội thử sức hiếm hoi trên đội tuyển quốc gia, Văn Việt đã không thể gây ấn tượng với huấn luyện viên Park Hang-seo. Chính vì vậy mà cơ hội để cho trung vệ gốc Quảng Nam này có một suất ở lại đội tuyển quốc gia là không nhiều. Văn Việt sẽ cần phải nỗ lực hơn nữa trong thời gian tới nếu muốn lấy lại niềm tin của ông thầy người Hàn Quốc. Kia Tisak thổ lộ mối bận tâm lớn nhất khi tiếp quản Hoàng Anh Gia Lai. Truyền thông Thái Lan dành sự quan tâm đặc biệt cho câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai sau khi đội bóng này ký hợp đồng thành công với huấn luyện viên Kia Tisak, bao gồm lịch thi đấu cũng như sự chuẩn bị của toàn đội trước thềm mùa giải mới. Đội bóng Phố Núi sẽ khởi đầu V-League 2021 bằng chuyến làm khách trên sân vận động Thống Nhất của Sài Gòn. Đây là bài test đầu tiên cho những thay đổi của đội bóng Phố Núi trong thời gian qua. Huấn luyện viên Kia Tisak chưa chính thức gặp gỡ các học trò bởi ông đang trong thời gian cách ly. Điều này khiến cho nhà cầm quân 47 tuổi quan tâm nhất chính là tình trạng thể lực của các cầu thủ. Huấn luyện viên Kia Tisak chia sẻ với truyền thông Thái Lan về những mối bận tâm của mình. Hiện giờ tôi vẫn chưa gặp các cầu thủ vì đang trong thời gian cách ly. Tôi vẫn trao đổi với các trợ lý về chương trình đào tạo của các cầu thủ, đặc biệt là tình trạng thể lực của toàn đội. Tôi tin rằng các cầu thủ đều đã sẵn sàng thi đấu. Tôi muốn tập trung vào công việc tập luyện trước khi nghĩ đến những điều xa hơn. Tôi đã tìm hiểu tất cả các đội bóng ở V-League. Họ đều đáng phải quan tâm như nhau. Tôi tôn trọng tất cả các đối thủ. Tôi sẽ cố gắng chứng minh được lối chơi và chiến lý bóng đá của mình với họ, Kia Tisak chia sẻ. Không chỉ người hâm mộ Hoàng Anh Gia Lai, rất nhiều các cổ động viên của Thái Lan đang trông chờ vào màn tái xuất của Kia Tisak ở lần này. Đã từ rất lâu người ta không còn thấy nhà cầm quân 47 tuổi dẫn dắt một đội bóng. Zico Thái từ chức khỏi ghế huấn luyện viên trưởng tuyển Thái Lan vào ngày 31 tháng 3 năm 2017 sau khi không thể giúp cho Voi Chiến tham dự World Cup 2018. Hai tháng sau, anh dẫn dắt câu lạc bộ Thaipot ở Thái League trong khoảng 3 tháng rồi nhanh chóng rời đi. Kể từ đó, Kia Tisak tập trung vào công việc kinh doanh của gia đình và thường xuyên đứng lớp giảng dạy và tổ chức trại hè bóng đá. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe bản tin bóng đá hàng ngày của chúng tôi. Rất mong nhận được sự ủng hộ của quý vị và các bạn bằng cách quý vị và các bạn hãy đăng ký kênh, sau đó nhấn nút chuông thông báo để là người nhận được tin mới nhất khi chúng tôi phát hành. Cảm ơn quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những bản tin tiếp theo.